Sau 7 năm bên nhau, Hồ Ngọc Hà khẳng định sẽ không tổ chức đám cưới với Kim Lý. Xuất hiện trong dự án âm nhạc mới, gia đình Hồ Ngọc Hà, Kim Lý khiến người hâm mộ không khỏi suýt xoa bởi loạt khoảnh khắc ngọt ngào. Sau chương trình The New Mentor, Hồ Ngọc Hà liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới. Vừa qua, nữ ca sĩ đã phát hành MV Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người với sự đầu tư chỉn chu và chuyên nghiệp từ hình ảnh đến âm nhạc. Trong dự án âm nhạc lần này, Kim Lý và hai bé Lisa, Leon cũng có mặt để hỗ trợ Hồ Ngọc Hà. Khoảnh khắc ngọt ngào của cả gia đình nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ. Trước đó, một số hình ảnh trong MV khiến netizen đồn đoán cặp đôi đang chuẩn bị cho cái kết viên mãn sau gần 7 năm bên nhau. Tuy nhiên, giọng ca cô đơn trên sofa lại khẳng định không thích tổ chức đám cưới vì lo lắng những điều không trọn vẹn sẽ xảy ra. Đồng thời, cô cũng tiết lộ về kế hoạch sẽ tổ chức tiệc ra mắt bạn bè và người thân trong thời gian sắp tới. Sang năm, mối quan hệ của tôi và anh Kim bước sang năm thứ 7 đã là thành công lớn. Có thể đám cưới không diễn ra, nhưng tiệc kỷ niệm đẹp, tưng bừng không kém gì đám cưới sẽ diễn ra. Tôi vốn chỉ thích đến nơi vắng vẻ, làm việc với người thân. Thế nhưng, cộng tới cộng lui tôi thấy chắc cũng cả trăm bản, nên khó mà tổ chức được đơn giản như trong MV. Hồ Ngọc Hà cho biết, hơn nửa thập kỷ đồng hành cùng nhau, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý khiến công chúng ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn. Trong khi vợ tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, Kim Lý đã dành nhiều thời gian để bên cạnh các con. Hồ Ngọc Hà thừa nhận bản thân đã có sự thay đổi tích cực nhờ vào sự chân thành của nửa kia. Nữ ca sĩ từng tiết lộ Kim Lý luôn kiên nhẫn trong những lần cả hai gây gổ với nhau, chính nhờ vậy cô dần trở nên điềm tĩnh hơn. Bản thân Kim Lý phải hy sinh hơn rất nhiều. Anh thấu hiểu những người phụ nữ như Hà phải mạnh mẽ quen rồi và rất khó thuần chủng lại thành một cô hồ nhị Ngọc Hà. Nhưng khi chứng minh được rằng sự hy sinh của anh đủ lớn, anh khiến tôi cảm thấy bình yên và tin tưởng, nữ ca sĩ tâm sự. Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý còn xây dựng cho mình tổ ấm đáng ngưỡng mộ với sự kháu khỉnh của cặp sinh đôi Lisa, Leon. Ngoài sự xuất hiện đặc biệt trong MV mới, Kim Lý cũng từng gây bão cộng đồng mạng với phần giáp cực chất trong tiết mục của vợ tại đêm chung kết The New Mentor. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.